Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 6, thiết lập quan hệ bạn bè. Và bài tập môn đạo đức lớp 4, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách ra trang số 33 nào. Chúng mình cùng vào bài tập số 1 nào. Ở cái bài tập số 1 này, người ta yêu cầu gì? Đánh cái dấu tích vào cái ô vuông ở các cách thiết lập quan hệ với những cái người bạn mới và giải thích vì sao em lại chọn như vậy. Được chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây các em là gì? Đánh cái dấu tích vào cái ô vuông này. Đấy, các cái ô vuông đây này các em. Thiết lập quan hệ với những người bạn mới và giải thích vì sao mà chúng ta lại chọn như vậy. Thì trước hết là chúng ta cần phải xem lại ở trong sách đạo đức của chúng ta cách để chúng ta thiết lập quan hệ với những cái người bạn mới, đó là gì? Phải thân thiện, vui vẻ, cởi mở này, phải biết quan tâm chia sẻ với nhau và biết học hỏi cũng như là giúp đỡ để cùng nhau tiến bộ nhé. Rồi, việc làm thứ nhất là giữ bí mật các thông tin về bản thân. Nếu mà chúng ta mà giữ bí mật về các thông tin về bản thân như này á, thì làm sao nhỉ? Thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ không đồng ý ở đây được, đúng không nào? Bởi vì sao? Bởi nếu mà giữ bí mật các thông tin về bản thân á, thì người khác này ta sẽ không hiểu được mình. Đó. Nếu mà giữ bí mật các thông tin chẳng hạn như là sở thích nè, rồi mình là gì, sở thích, sở trường của mình là cái gì mà chúng ta không chia sẻ ra thì sẽ rất là khó để cho người khác hiểu mình, đúng không nào? Đấy, nếu giữ bí mật về bản thân, thì các bạn, đúng không, các bạn sẽ không hiểu được mình, các bạn sẽ không biết nhiều về mình. Đó, được chưa? Đấy. Chẳng hạn như là gì, chúng ta có sở thích là bóng đá đi, nhưng mà chúng ta không chia sẻ cái điều này thì nhiều bạn sẽ không thể biết được. Nếu mà lớp mình hoặc trường mình có cái phong trào là tham gia bóng đá đi, được chưa? Rồi cái thứ hai là thể hiện mong muốn làm quen và chơi cùng bạn. Cái này được không em? Cái này chúng ta sẽ chọn, đúng không? Đó, bởi vì sao? Bởi vì mong muốn được chơi cùng bạn thì nó sẽ là gì? Thiết lập, đúng không? Đó, thiết lập, đúng không nào? Như vậy thì cái phần này chúng ta giải thích vì sao em chọn như vậy. Như vậy hình như mình chỉ cần giải thích là cho những cái việc mà chúng ta chọn thôi. Còn những cái việc không chọn thì chúng mình không cần phải giải thích đâu, đúng không? Đúng chưa nào? Đấy. Nhưng mà thầy sẽ đánh luôn cả vào những cái việc chọn và không chọn kèm theo giải thích ở đây luôn nhé. Mong muốn làm quen và chơi cùng các bạn. Đó, vậy thì cái việc này là thể hiện cái gì? Thể hiện mình là người rất là thân thiện, đúng không nào? Đấy, làm quen và chơi cùng các bạn thì thể hiện mình là người như nào? Mình là người rất là thân thiện, được chưa? Thân thiện và có thể là gì? Vui vẻ, cởi mở, đúng không? Đấy, để có thêm bạn bạn mới, được không? Quá được đi chứ. Ok, tiếp theo là thể hiện sự quan tâm tới bạn, quá tuyệt, đúng không? Đấy, chúng ta quan tâm tới bạn là thể hiện cho việc thiết lập mối quan hệ bạn bè, đúng không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ trả lời như thế nào các em? Thể hiện sự quan tâm tới bạn
Đó thì đây là thể hiện là cái việc là gì, thể hiện cái sự quan tâm, quan tâm tới bạn của mình á, tới bạn sẽ giúp giúp cho ai, giúp cho bạn như nào nhỉ, vui vẻ đúng không, để cùng gì, cùng tiến bộ được chưa nào. Đấy. Chẳng hạn chúng ta quan tâm tới cái việc học của bạn, thấy cái bạn ngồi bên mình là gì học yếu thì mình có thể quan tâm tới, mình giúp đỡ bạn là học tốt hơn, rồi tỏ ra mình là người hiểu biết hơn bạn. À cái phần này có không, không nên đúng không nào, này ta phải khiêm tốn đúng chưa. Đó, vậy thì cái này là không nên nhé, không nên đúng không nào. Ở đây nó thể hiện cái sự gì, thể hiện cái sự tự cao tự đại đấy. Không, ta chỉ nêu cái là gì, chúng ta thể hiện cái sự tự cao hay là đề cao mình quá được chưa, thiếu tôn trọng bạn đấy, thiếu tôn trọng bạn, chưa chắc mình đã hơn bạn đâu đúng không nào. Vì sao, người ta có thể người ta đang khiêm tốn đấy, xem thái độ của mình thế nào. Rồi chia sẻ sở thích chung với bạn được không, quá ok. Như vậy cái này chúng ta sẽ đánh dấu dấu tích vào nhé. À, chia sẻ cái sở thích chung với bạn. Đó, như vậy thì sẽ giúp cho bạn sao, giúp cho bạn hiểu mình hơn đấy, hiểu mình hơn và vui vẻ cởi mở hơn đúng không, cởi mở hơn khi chúng ta gì nói chuyện về cái chủ đề sở thích này, cởi mở hơn khi nói chuyện về về gì, về các cái chủ đề chung sở thích được chưa. Đấy. Ví dụ cái bạn mà không thích bóng đá mà chúng ta này cứ đi nói chuyện bóng đá thì bạn có thích không, không thích. Bạn thích thời trang thì chúng ta nói chuyện về thời trang là bạn sẽ thích được chưa nào. Rồi sang bài số 2 nào, em sẽ nói gì với bạn trong các trường hợp sau. Rồi mình sẽ có các trường hợp, thứ nhất nào, khi tham dự bữa tiệc tất niên ở cơ quan của mẹ. À bữa tiệc tất niên đúng không nào, tức là người ta đi ăn ké đấy, hiểu là như vậy đúng không nào. Tuấn không biết trò chuyện với ai vì không có người quen. À vậy thì cái lời nói của em là em phải làm sao, em đầu tiên là để mà làm quen với các bạn thì mình có thể là Tuấn cần gì, cần phải vui vẻ đấy, vui vẻ trò chuyện với mọi người đúng chưa nào. Đấy, thì từ đó mọi người mới mới nói chuyện với mình được, được chưa nào. Đấy, được chưa, chúng ta chỉ cần nói rất là đơn giản thôi, bạn Tuấn cần phải vui vẻ trò chuyện với mọi người. Ok rồi sang cái tình huống tiếp theo nào, lần đầu gặp Phượng, Tuyết liên tục kể về thành tích học tập của mình một cách đầy tự hào. À như vậy thì mới gặp mà chúng ta đã mắc bệnh nổ rồi đúng không? Đấy, nhưng ngoài miền Bắc ta gọi là bệnh sĩ đó, bệnh nổ đó, đúng không nào? Như vậy thì mới gặp chưa biết người ta thế nào mà mình đã đem thành tích ra mình khoe, mà chưa chắc mấy cái thành tích của mình đã hơn người ta đâu, đúng không nào? Đó. Như vậy thì lời nói của em như thế nào đây? À cần phải làm sao? Cần phải khiêm tốn, đúng không? Đó, khiêm tốn cái đã. Rồi, như nào nữa nhỉ? À, như nào? Khiêm tốn rồi thế nào nữa? À, lắng nghe. Hoặc là gì? Gợi ý, đúng không? Đấy, hoặc là gì? Làm quen. Đúng chưa nào? Đấy, rất là nhiều nhá. Rất là nhiều tình huống ở đây. Chúng ta cần phải khiêm tốn này và lắng nghe.
lắng nghe bạn. Bạn gì? Bạn Phượng ạ. Bạn Phượng nói chuyện. Đó. Để chúng ta hiểu về bạn đã. Để hiểu về bạn chứ gì, đã mang thành tích ra là gì? Để khoe rồi, chưa chắc mình đã hơn người ta đâu, đúng không? Rồi, như vậy chúng ta cần phải khiêm tốn trong những cái tình huống gặp những cái người bạn mới quen nhé. Rồi, Thành vẫn say sưa nói về bóng đá mà không hề hay biết người bạn mới quen của mình không quan tâm về chủ đề này. À, như vậy cái này rất là đúng đúng không? Thầy vừa nói trên. Như vậy thì lời nói của em ở đây là như nào nhỉ? Lời nói của em đây như nào? À, Thành cần phải gì? Quan tâm, đúng không? Đấy, quan tâm xem cái người bạn mới quen đó, người bạn mới quen có gì, có thích bóng đá hay không, đúng không? Đấy, chứ không phải là người ta không thích thì cứ bắt người ta ngồi nghe, đúng chưa nào? Rồi, có thích bóng đá hay hay không? Ok, được chưa nào? Rồi, sang bài tập số 3 nào. Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B để tạo thành một câu tục ngữ hoàn chỉnh. Như vậy thì cái phần này chúng ta cũng đã đọc khá là nhiều rồi, đúng không? Ta có cột A này, có các từ thêm bạn, lắm kẻ yêu, chọn bạn mà chơi. Cột B này, hơn nhiều người ghét, chọn nơi mà ở bớt thù. Như vậy ta này, thêm bạn thì sẽ gì? Hơn nhiều người ghét à? À, người ta nói là thêm bạn thì sẽ bớt bớt thù. Ok. Lắm kẻ yêu, hơn nhiều người ghét. Đúng chưa nào? Đấy, tức là gì? Chúng ta được nhiều người yêu mến hơn thì vẫn là hơn nhiều cái người ghét mình hơn, đúng không? Rồi, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà gì? Mà ở, được chưa? Đó, như vậy chúng ta đã ghép xong nhá. Rồi, giờ đến ý tiếp theo ta hỏi này. Các câu tục ngữ đó nói về điều gì? Qua đó em rút được bài học gì? À, tức là gì? Những cái câu tục ngữ đây này nói về cái điều gì? Hả? Thêm bạn thì bớt thù này, lắm kẻ yêu thì hơn nhiều người ghét, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Như vậy thì những cái câu tục ngữ này này nói về cái gì nhỉ? Nói về cái gì các em? À, những câu tục ngữ này chúng ta thấy đều nói về cách để chúng ta chọn gì? Chọn bạn, đúng không? Đó. Những câu tục ngữ trên, những cái câu tục ngữ trên đó, nói về cách để chúng ta thiết lập quan hệ bạn bè, được chưa? Đấy, cách để thiết lập quan hệ bạn bè. Đấy, quan hệ bạn bạn bè, được chưa nào? Rồi, và qua đó thì em rút được ra cái bài học gì? Tức là qua từng cái câu tục ngữ này, thêm bạn thì bớt thù này, lắm kẻ yêu này, hơn nhiều người ghét, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Đấy, thì qua cái này thì chúng ta rút được ra bài học gì nhỉ? À, em rút ra được cái bài học từ những cái câu này này. Em rút ra cái bài học là chúng ta cần phải có gì, nhiều bạn bạn bè, được chưa? Đấy, nhiều bạn bè. Tuy nhiên á, tuy nhiên thì cái việc mà thiết lập quan hệ bạn bè, đấy, cái việc thiết lập lập quan hệ bạn bè phải làm sao? Bạn bè cần phải là gì? Phải có những cái yếu tố. Đấy, những cái yếu tố như là gì? Cùng sở thích. Được chưa nào?
Đấy, cùng sở thích. Rồi, phải có sự gì? Quan tâm, giúp đỡ nhau để cùng dịch, cùng tiến bộ nhá. Đấy, chứ không phải là người ta dạy mình những cái thói hư tật xấu là chúng ta cũng kết bạn là không được. Được chưa? Giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Ok. Được chưa nào? Đấy, tức là người ta gọi, người ta nói là gì? Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Đấy thì tục ngữ đã có câu rồi đúng không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy thì những cái người bạn của mình á, mà người ta cùng sở thích, nó biết quan tâm đến mình, giúp đỡ mình tiến bộ, thì những cái người bạn đó là người bạn tuyệt vời. Đúng chưa nào? Rồi, sang bài tập số 4 nào. Nhận xét về thái độ hành vi của các bạn trong những trường hợp dưới đây. Thái độ hành vi, ok. Cả nhà Linh đi nghỉ mát với gia đình, các cô chú cùng cơ quan của bố. Ở đó có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi nhưng Linh cảm thấy không thoải mái và tỏ ra không thích chơi cùng các bạn. À, như vậy thì trong cái tình huống này thì mình sẽ làm gì? Thái độ hành vi của các bạn trong những tình huống này. Như vậy là cái thái độ hành vi của bạn Linh á, thì chúng ta nhận xét thấy là gì? Bạn Linh như thế nào đây? Bạn Linh chưa chưa gì cảm thấy là không thoải mái. Vậy thì cái thái độ của bạn ở đây làm sao? Thái độ của bạn làm sao nhỉ? Bạn chưa có cái kỹ năng đúng không? Về cái cách thiết lập quan hệ bạn bè. Đấy, thì mình nhận thấy ở đây là gì? Bạn hành vi của bạn Linh. Chúng ta ghi là hành vi của bạn Linh đi. Hành vi, thái độ hành vi luôn đi, cho nó đầy đủ nhá. Sorry game nếu mà chúng ta đã ghi rồi. Thái độ hành vi của bạn Linh, cho Linh tên thì chúng ta phải viết hoa. Của bạn Linh chưa chưa gì chưa thể hiện được được gì được cái việc mà thiết lập quan hệ bạn bè, được chưa? Đấy. Thiết lập cái quan hệ bạn bè được không? Đấy, quan hệ bạn bè rồi chưa chưa cởi mở đúng không? Đấy, bạn chưa cởi mở, chưa là vui vẻ, được chưa? Đấy, chưa cởi mở, chưa vui vui vẻ rồi chưa gì, chưa chủ động. Đấy, để làm gì? Để làm quen các bạn mới đúng không? Chưa gì mà đã cảm thấy là gì? Không thích. Được chưa nào? Đó. Như vậy thì đây là gì? Thái độ hành vi của bạn. Bạn Linh. Ok. Hay nói một cách khác là bạn chưa thân thiện đúng không? Rồi. Nghỉ hè thì Tuấn được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Thấy các bạn ở quê chơi nhiều cái trò rất là vui và lạ. Tuấn chủ động làm quen và nhờ các bạn hướng dẫn để cùng chơi. À, như vậy thì cái này là bạn Tuấn đã như thế nào nhỉ? Quá ok rồi đúng không? Thái độ hành vi. Được chưa? Cái yêu cầu nhận xét về thái độ hành vi đúng không? Của cái bạn Tuấn này, ai tên Tuấn điểm danh nhá. Đó, đã thể hiện được cái gì? Chủ động làm quen đúng không nào? Thể hiện được cái việc chủ động thiết lập, được chưa nào? Đấy, thiết lập quan hệ bạn bè, được chưa nào? Đó. Rồi, bạn là rất là thân thiện đúng không? Đúng không? Hay là rất là cởi mở đi. Đấy, cởi mở để làm quen với các bạn mới.
quen với bạn mới. Từ đó được ai? Được các bạn mới đó giới thiệu hay là hướng dẫn. Từ đó thì được các bạn. Các bạn như nào? À, hướng dẫn đúng không? Hướng dẫn để cùng chơi. À, đấy, ổn không? Ví dụ các em ở trên phố về thăm quê ấy, thì thường thường những cái trẻ con ở quê ấy, người ta thường hay chơi những cái trò chơi là gì? Dân gian, ít khi ở trên phố các bạn được chơi đúng không nào? Đấy, do vậy chúng ta mà có cái thái độ như bạn Tuấn này thì chúng ta sẽ có một cái bầu trời tuổi thơ. Được chưa nào? Rồi. Sang câu C nhá. Và còn câu D nữa. Tâm cùng mẹ đến chơi nhà cô Hoa. Cô có con gái bằng tuổi Tâm. Vì là lần đầu đến chơi nên Tâm chỉ dám thì thầm hỏi mẹ về bạn ấy. À, như vậy thì rõ ràng chúng mình thấy là gì? Thái độ hành vi của bạn Tâm ở đây làm sao? Đấy, hành vi của bạn Tâm. Đấy, bạn Tâm là con trai đúng không? Mà nhút nhát quá. Được chưa? Còn nhút nhát. Rồi, chưa gì? Chưa chủ động để làm quen với ai? À, với cái người bạn mới. Được chưa? Ok, ta ghi ngắn gọn vậy thôi. Xong nhá. Rồi, câu D nào. Mặc dù là thành viên mới tham gia vào câu lạc bộ bóng đá, nhưng bạn Thanh không ngại giới thiệu bản thân, cùng trao đổi về chủ đề bóng đá với các bạn một cách rất là vui vẻ. Ok không? Ừ, như vậy thì rõ ràng thái độ hành vi của ai? Hành vi của bạn. Bạn gì? Bạn Thanh. Đó. Bạn Thanh thì đánh bạn Thành luôn. Của bạn Thanh là sao nhỉ? À, là chủ động. Bạn là bạn đã vui vẻ. Bạn Thanh là đã vui vẻ này. Rồi, chủ động. Chủ động giới thiệu về bản thân. Rồi, cũng như là gì? Cũng như những cái hiểu biết. Đấy, cũng như những hiểu biết của mình. Hiểu biết của mình về cái chủ đề bóng đá, đúng không nào? Đấy. Cho ai? Cho thành viên. Đấy, cho các thành viên đi. Cho các cái thành viên ở đâu? Câu lạc bộ hiểu mình hơn. Ok không? Đấy. Chẳng hạn mình là gì? Là một cây săn bàn, đúng không? Tức là gì? Tiền đạo đó. Thì chúng ta cũng cần phải nói để câu lạc bộ sẽ xem là mình có phù hợp với cái vị trí này không, đúng không? Đấy, và cho mình thử trong những cái giải thi đấu gì đó của câu lạc bộ chẳng hạn. Ok. Rồi, sang bài số 5 nào. Khá dài nhá. Xử lý tình huống. Rồi, chúng ta sẽ có tình huống A. Nghỉ hè, Dũng về quê ở với ông bà nội. Thấy các bạn trong xóm chơi cùng nhau, Dũng rất thích. Tuy nhiên, các bạn chơi những trò mà ở thành phố Dũng chưa từng tham gia. Và nếu là Dũng thì em sẽ làm gì? Và giải thích cho vì sao. Khá đơn giản đúng không? Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ giải quyết tình huống này là gì? Nếu là Dũng thì em sẽ gì? Chủ động, đúng không? Làm quen với ai? Làm quen với các bạn. Chủ động để làm quen với các bạn ở đâu? À, làm quen với các bạn ở quê. Được chưa? Đấy. Chúng ta sẽ chủ động để làm quen. Rồi, thầy này xả đi đâu mất tiêu rồi. Chủ động làm quen với các bạn ở quê. Được chưa? Rồi.
từ đó thì các bạn sẽ làm sao? À, từ đó các bạn sẽ hướng dẫn cho Dũng, đúng không nào? Đấy, hướng dẫn cho Dũng chơi các trò chơi mà gì mà Dũng chưa biết, được chưa nào? Đấy, ok không? Quá đơn giản trong tình huống này, đúng chưa? Rồi câu B nào. Ở cùng tầng chung cư, nhà Hằng có một bạn gái mới chuyển đến. Hằng muốn làm quen với bạn ấy, nhưng chị gái lại khuyên là không nên. Chị cho rằng bạn ấy ăn mặc rất là cá tính, sẽ không hợp với phong cách giản dị của Hằng. Và nếu là Hằng thì em sẽ làm gì? Và giải thích cho vì sao. Đấy, như vậy thì ở đây là ở gì? Cái chung cư á, mà có một cái người bạn mới đến, tính làm quen nhưng mà thì cô chị cô lại cản như vậy, thì chúng ta sẽ làm gì đây? Đó. Như vậy thì nếu là Hằng thì em sẽ làm sao? Vẫn cứ chủ động vui vẻ nói chuyện với ai? Nói chuyện với cái người bạn gái mới đến. Đó. Được chưa? Đấy. Người bạn gái mới đến để gì? Hiểu hơn về bạn. Được chưa? Rồi, và khi mà đã chủ động nói chuyện với bạn rồi thì chúng ta sẽ hiểu được tính cách của bạn. Được chưa? Đó. Từ đó sẽ hiểu được cái tính cách của ai? Tính cách của bạn. Được chưa nào? Tính cách cũng như là sở thích của bạn. Ok chưa? Đó, xong nhá. Rồi, chúng mình sẽ đến bài tập số 6 nào. Em cùng bạn trong lớp đóng vai và thực hành các bước làm quen với những người bạn mới, như là chào hỏi, nở nụ cười thân thiện, giới thiệu bản thân, hỏi thăm về bạn. À, như vậy cái phần này thì chúng ta sẽ tự thực hành. Đó, tự thực hành theo nhóm mà giáo viên họ sẽ phân công cho chúng mình nhá. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta cũng đã hoàn thành được cái bài số 6 rồi. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ cái kênh cũng như là video này đến cho các bạn đang học chung lớp, chung trường với mình. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo nhá. Bye bye.